Xin chào bà con cô bác anh chị yêu thích trồng cây mai. Và hôm nay là cuối tháng 3 âm lịch, thời tiết mưa rất là thuận lợi để cho bà con cô bác anh chị trồng cây mai. Trồng bây giờ thì rất là tuyệt vời. Và em Dung tuy rằng rất là bận, đây trời đang mưa đây này, khách hàng thì người thì lấy cành, người thì lấy bầu, và chỗ thì em Dung gửi xe, chỗ thì em Dung gửi chở cả chuyến. Và đây là vườn ươm của em Dung đây ạ. Bà con cô bác anh chị nếu ai có nhu cầu trồng cây mai thì hãy liên hệ với em Dung theo số điện thoại 0898717146 hoặc 0349015091. Đấy là số điện thoại Zalo của em Dung. Cành cũng có, bầu cũng có. Đây là những cành chiết này, em Dung mang về vừa bán trực tiếp cho bà con cô bác anh chị cành chiết, và cũng ươm bầu gom cho những cái đơn hàng lớn. Đây là cành chiết của em Dung. Bây giờ mùa này thì trồng cành cũng rất là đảm bảo, nếu vận chuyển thì nhẹ nhàng. Nếu bà con cô bác anh chị nếu ai có nhu cầu lấy cành hoặc là lấy bầu thì cũng liên hệ với em Dung. Em Dung vận chuyển gửi đi khắp mọi miền Tổ quốc, không chừa một chỗ nào. Gửi xe này, gửi bưu điện này, và vận chuyển xe hàng đến tận nơi ạ. Hoặc bà con cô bác anh chị nếu ai có nhu cầu mà đến thực tế thăm vườn của em Dung thì nhân tiện lấy cây luôn, lấy cành luôn, và thăm mô hình của em Dung trực tiếp luôn ạ. Đó, cành của em Dung mang về rất là nhiều, và đây em Dung mang gửi xe đây này. Đấy, khách hàng đến tận nơi để lấy ạ. Đây cũng mang gửi xe nhé cô bác.